Thưa quý vị, thông thường các ngân hàng sẽ có xu hướng tăng lãi suất tiền gửi vào dịp cuối năm để hút được tiền mặt từ dân cư. Tuy nhiên năm nay thì lãi suất của một số ngân hàng thương mại đã có xu hướng điều chỉnh giảm. Như ở ngân hàng này thì lãi suất đã giảm đến 0,2% ở một số kỳ hạn. Lãi suất giảm nhưng vẫn có khá nhiều người tới đây gửi tiền. Huy động vốn của chi nhánh này từ đầu năm đã tăng trên 20%. Lãi suất bây giờ tôi đang gửi là 8.2 một năm. Đợt trước thì có cao hơn, đợt này thì thấp hơn một tí, nhưng mà cũng gọi là không đáng kể mấy. Kỳ hạn được điều chỉnh giảm chủ yếu là 6 tháng, 12 và 18 tháng. Mặt bằng lãi suất đã giảm tại VB Bank, Exim Bank và Ngân hàng Bản Việt với mức từ 0,1 đến 0,2% một năm. Các ngân hàng cho biết, thời gian qua đã huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước. Thanh khoản ổn định nên cũng không có nhiều áp lực phải tăng huy động vốn vào thời điểm này. Thực sự mà nói thì do cái nhu cầu về cơ cấu vốn của Bản Việt hiện nay phát triển cũng tương đối là cân đối và hài hòa, đảm bảo được cái mục đích chung, cho nên là cũng tùy từng thời điểm thì chúng tôi có giảm kỳ hạn này, kỳ hạn kia, nhưng mà trong cái đợt này thì chúng tôi cũng có sự giảm chung tất cả kỳ hạn để đảm bảo cái hiệu quả đầu ra nó cũng được giảm chung cho tất cả kỳ hạn cho vay đầu ra. Bên cạnh đó, năm nay các doanh nghiệp đã phát hành được một lượng lớn trái phiếu để gọi vốn chung và dài hạn tới trên 200.000 tỷ đồng. Có nghĩa là nhu cầu vay mượn từ các ngân hàng thương mại cũng sẽ ít hơn. Tín dụng đến hết 10 tháng nó tăng ở cái mức là khoảng 10%. Và đến hết năm thì đâu đó nó tăng khoảng tầm 12 đến 13%. Đây là cái mức có thể nói rằng là phù hợp, nhưng nó ở mức là thấp hơn so với những năm trước. Và vì thế cũng đã tạo cái áp lực, gọi là bớt tạo áp lực về vốn, nhất là cái nhu cầu vốn trung dài hạn. Các chuyên gia cũng nhận định việc Ngân hàng Nhà nước ra văn bản tuyết còi các ngân hàng thương mại trong đợt chạy đua lãi suất trước đó cũng là nguyên nhân khiến các ngân hàng thương mại bắt buộc phải cẩn trọng hơn trong việc huy động vốn để tránh ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất cho vay.